Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 7 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Chương trình thời sự tối nay có những tin chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các đơn vị quân đội cần tăng cường rà soát, chấm dứt tất cả hợp đồng cho thuê đất quốc phòng nhằm thực hiện tốt pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Quận Hồng Bàng thực hiện các biện pháp công khai dân chủ trong giải phóng mặt bằng dự án chỉnh trang sông Tam Bạc. Các địa phương tiếp nhận nguồn xi măng hỗ trợ của thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn. Cùng những tin tức đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 trong phiên họp sáng nay do Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị điều hành, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật Công an nhân dân sửa đổi. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật Công an nhân dân sửa đổi. Theo tờ trình của Chính phủ về việc đề nghị sửa đổi luật Công an nhân dân năm 2014, bên cạnh những kết quả tích cực, cũng đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc bất cập như chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan hữu quan đối với hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Do đó, dự án luật Công an nhân dân sửa đổi là một dự án luật rất quan trọng, với nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào những vấn đề trong tổ chức và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân, xây dựng công an xã chuyên nghiệp, xác định vị trí, phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cấp công an, cơ cấu tổ chức của lực lượng công an. Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết, đa số đại biểu cơ bản tán thành về sự cần thiết của việc xây dựng dự án luật Công an nhân dân sửa đổi với những nội dung đã nêu trong tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, trong quá trình sửa đổi bổ sung nội dung dự thảo luật, cần nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng, có lộ trình phù hợp, bảo đảm tính khả thi, tính ổn định và phát triển, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, đồng thời bảo đảm sự đồng thuận cao trong xã hội, hạn chế tối đa những tác động bất lợi đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân và công an xã hiện nay. Cũng trong phiên họp, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 và Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. Tiêu chí để lựa chọn chuyên đề giám sát là những vấn đề bức xúc nổi lên ở tầm vĩ mô hoặc ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm. Gắn với việc xây dựng, thi hành pháp luật, về số lượng chuyên đề và đề xuất nội dung chuyên đề giám sát, sau khi xin ý kiến và nghiên cứu ý kiến kiến nghị của các cơ quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét quyết định 2 trong 4 nội dung cụ thể, gồm việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2011-2018, quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014-2018, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2011-2018, lập quản lý sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2018. Phát biểu thảo luận tại hội trường, đa số các đại biểu bày tỏ đồng tình với tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hiện nay tình trạng bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em diễn ra phức tạp và ngày càng nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố, đề nghị nên đưa nội dung bạo hành và xâm hại trẻ em vào chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. Bên cạnh đó, vấn đề đất đai cũng đang được dư luận quan tâm, chính sách quỹ đất cho đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn hạn hẹp. Do vậy, các đại biểu đề nghị nên đưa những vấn đề nóng này vào chương trình giám sát của Quốc hội năm sau. Chiều nay, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án luật chăn nuôi và dự án luật Công an nhân dân sửa đổi. Về dự án luật Công an nhân dân sửa đổi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: bây giờ luật Công an nhân dân thì cũng chính phủ trình và cũng rất gấp rút, ngành công an cũng đã cố gắng để mà trình cho kịp sau khi mà có nghị quyết 2. Nghị quyết 2 thì coi như là tổ chức lại ngành công an. Công an chúng ta phải công khai, minh bạch, tốt hơn, sát dân, sát cơ sở để phục vụ nhân dân tốt hơn. Đây là nguyên tắc quan trọng. Tất nhiên đồng chí nói, nó vừa hành pháp, vừa tư pháp. Nhưng cái chính của Bộ Công an này hay là Công an tỉnh là trực thuộc, nó phải là một bộ thuộc chính phủ, là thành viên của chính phủ. Và nguyên tắc như thế. Cho nên đi nguyên tắc thứ hai là cùng với công khai mà sát dân vì dân thì cái câu đó là dễ không chứ, nhưng không phải dễ đâu. Từ phong cách, cách làm, nhưng mà đặc biệt là luật pháp của chúng ta để yêu cầu người công an nhân dân sát dân, sát cơ sở, cần dân, phục vụ nhân dân. Tất nhiên các ông chí vừa đọc nhiều thành tích mà cái trụ cột trong an ninh hiện nay là ngành công an. Liên quan đến thuật ngữ cục đặc biệt trong dự án luật Công an nhân dân sửa đổi, đại biểu Nguyễn Trọng Bình, đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng nêu ý kiến: thế nào là cục đặc biệt thì trong cái giải thích từ ngữ thì không có, thì những cái tiêu chí nó không rõ ràng, và chính cái tiêu chí nó không rõ ràng thì cái số lượng các cục đặc biệt đấy nó cũng không có, không đủ định lượng trong này.
thì tôi nghĩ cái nội dung này nên làm rõ, phải cụ thể hóa ra để làm sao ta giám sát được cái quá trình thực hiện luật. Chứ nếu mà cái đưa vấn đề nó không có rõ định lượng, sau đó lại giao cho chính phủ quy định chi tiết, mà chính phủ quy định chi tiết thì lại bên cơ quan soạn thảo lại đưa ra xong lại trình thôi, thì có nghĩa là lách qua cái công tác kiểm tra kiểm soát, công tác giám sát của Quốc hội. Thì tôi nghĩ cái nội dung này là nên phải cụ thể hóa ngay trong luật. Trước đó, vào chiều qua, nghị trường tiếp tục nóng lên bởi phần chất vấn của các đại biểu với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Trong báo cáo số 370 ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo có đề cập đến nội dung triển khai đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh. Cá nhân tôi ủng hộ việc đổi mới sách giáo khoa cho phù hợp với xu thế hội nhập. Tuy nhiên, phụ huynh học sinh và cử tri rất băn khoăn với việc nội dung sách giáo khoa vẫn còn rất nặng và việc thường xuyên thay đổi nội dung sách giáo khoa làm chương trình học có nguy cơ mất tính ổn định, tăng chi phí biên soạn phát hành sách giáo khoa hàng năm cũng như là tăng chi phí học tập cho học sinh, nhất là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Do học sinh khóa sau không thể sử dụng lại được sách giáo khoa của học sinh khóa trước mặc dù sách vẫn còn mới. Xin Bộ trưởng cho biết quan điểm của mình về vấn đề này và liệu việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông lần này có tháo gỡ được những băn khoăn đã nêu trên hay không? Ngày mai, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua luật quốc phòng sửa đổi và tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án luật cảnh sát biển Việt Nam cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 1994-2018. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Trần Mạnh Kha, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3, Đại tá Nguyễn Văn Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. 24 năm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cấp ngành địa phương quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Công tác giáo dục tuyên truyền thực hiện pháp lệnh được quan tâm thường xuyên với nhiều hình thức. Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội luôn gắn liền với bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững thế trận bố trí quốc phòng trong khu vực phòng thủ của thành phố. Các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và chính quyền địa phương bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự. Cơ bản các công trình quốc phòng và khu quân sự được sử dụng đúng mục đích, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh và bền vững. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, để thực hiện tốt pháp lệnh, yêu cầu các đơn vị quân đội cần tăng cường rà soát, chấm dứt tất cả các hợp đồng cho thuê đất quốc phòng. Đối với các diện tích trồng lấn và lấn chiếm đất quốc phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố giao các địa phương phối hợp với các đơn vị quân đội giải quyết dứt điểm. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiểm tra thực trạng, thống kê các lô cốt tại các quận huyện, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất với Bộ Quốc phòng có phương án giải quyết trong năm 2018. Đối với các công trình quốc phòng trọng điểm, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố bổ sung các danh mục đầu tư trung hạn và xem xét bố trí đầu tư công đối với các công trình quốc phòng tại các quận huyện. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, chủ trì hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 23 tháng 6 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn đề nghị các cơ quan báo chí trong thời gian tới tập trung tuyên truyền việc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 12, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị khóa 9 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc thực hiện chủ đề năm 2018, kết quả kinh tế xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm, các hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15, tiếp tục tuyên truyền các nội dung kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 gắn với đẩy mạnh tuyên truyền quá trình triển khai và kết quả thực hiện các giải pháp do chính phủ và thành phố chỉ đạo điều hành nhằm tăng trưởng kinh tế, kích cầu đầu tư và tiêu dùng, tiến độ thực hiện các công trình dự án lớn mang tính đột phá của thành phố, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, việc cải tạo nâng cấp đường ngõ đã xuống cấp, lắp đặt điện chiếu sáng và chỉnh trang đô thị của thành phố. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, chủ trì hội nghị tập huấn công tác tư tưởng tham gia xử lý điểm nóng chính trị xã hội. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn nhấn mạnh, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, hiện nay vấn đề điểm nóng chính trị xã hội đã xuất hiện tại một số địa phương trong cả nước. Thực tế đòi hỏi phải dự báo tình hình, xây dựng phương pháp quy trình xử lý điểm nóng một cách chặt chẽ, khoa học. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết về những vấn đề xung đột, mâu thuẫn và điểm nóng, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp tiếp cận, quy trình giải pháp xử lý và cũng là cơ hội để trao đổi nghiệp vụ về xử lý điểm nóng. Tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề kỹ năng xử lý xung đột xã hội, các tình huống chính trị. Qua chuyên đề này, các đại biểu nắm bắt bản chất, nguyên nhân, phân loại và tính chất của xung đột xã hội, các giai đoạn phát triển của xung đột xã hội và các phương pháp giải tỏa xung đột, các dấu hiệu cơ bản và nguyên nhân của tình huống chính trị, mục tiêu quy trình xử lý điểm nóng xã hội, điểm nóng chính trị xã hội.
thực tiễn cho thấy cấp huyện, cán bộ chủ chốt cấp huyện có vai trò đặc biệt quan trọng trong xử lý các điểm nóng chính trị xã hội. Dự án đầu tư chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc được khởi công từ giữa tháng 5 năm 2018. Dự kiến công trình hoàn thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Hiện dự án đang được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc có tổng diện tích thu hồi là hơn 48.000 m2, liên quan đến 430 hộ dân và 7 tổ chức doanh nghiệp. Để bảo đảm tiến độ dự án, thời gian qua, quận Hồng Bàng tích cực khảo sát hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân, làm cơ sở lập phương án bồi thường. Quận cũng đã có các thông báo thu hồi đất gửi đến từng hộ dân, đồng thời thành lập các tổ công tác có nhiệm vụ thẩm định, xác định trích lục nguồn gốc sử dụng đất, kiểm kê vật kiến trúc, lập phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tôi là xung phong bàn giao mặt bằng, bởi vì nay là coi như tôi đã thuê nhà và có chuyển đồ là sang bên chỗ thuê rồi. Cho nên là tôi muốn bàn giao mặt bằng để khỏi phải đi lại trong hai nơi, vừa ở chỗ thuê và vừa ở chỗ là nhà là coi như là chuẩn bị phá dỡ. Cho nên chúng tôi là muốn bàn giao mặt bằng trước. Chúng tôi cũng chấp hành chủ trương của quận và của thành phố. Tôi là rất là hoan nghênh cái dự án này của thành phố và quận Hồng Bàng đã cho cái phương án lý này, như vậy là một cái dự án rất là đẹp và tới đây nó sẽ rất là khang trang đẹp cho nhân dân Hạ Lý và được hưởng cái đường hưởng cái công trình này. Để bảo đảm dân chủ khách quan, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hạ Lý, chính quyền địa phương niêm yết công khai trình tự thủ tục thu hồi đất, các quy định của thành phố ban hành về giá cây trồng, vật nuôi, vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, các trích lục nguồn gốc sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có nhà đất bị thu hồi trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Quận cũng đã tổ chức các cuộc đối thoại với hơn 400 hộ dân có đất thu hồi thuộc phạm vi dự án chỉnh trang sông Tam Bạc nhằm công khai dân chủ về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Sau khi đối thoại thì theo chỉ đạo của Hội đồng bồi thường của quận và lãnh đạo quận ủy, ủy ban dân quận thì hiện nay ủy ban phường cùng với các tổ công tác triển khai xuống tuyên truyền vận động nhân dân, hỗ trợ nhân dân để di dời. Thứ hai ấy, là đến ngày thứ bảy này thì hội đồng bồi thường sẽ triển khai là tổ chức là chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân tại phường và nhận bàn giao của các hộ bàn giao cái nhà cho ban giải phóng mặt bằng để tháo dỡ để thực hiện dự án. Với sự quyết tâm của các cấp chính quyền và sự ủng hộ của người dân, sau khi hoàn thành, dự án chỉnh trang sông Tam Bạc sẽ là một công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, nối liền giải trung tâm, tạo thành tuyến phố đi bộ dọc hai bên bờ sông Tam Bạc, là điểm nhấn đô thị, trung tâm hiện đại của thành phố. Là một trong những địa phương được hỗ trợ xi măng cải tạo ngõ ngách và lắp điện chiếu sáng, sau 6 tháng triển khai, đến nay tại nhiều khu dân cư của quận Ngô Quyền, đã có những con ngõ khang trang sạch đẹp, chủ trương đúng trúng cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt từ các cấp các ngành tới địa phương và sự ủng hộ của nhân dân đã góp phần tạo nên hiệu quả của chương trình này. Theo kế hoạch, quận Ngô Quyền cần cải tạo 111 ngõ ngách với tổng chiều dài 10 km. Với số lượng ngõ này, thành phố hỗ trợ quận gần 1.500 tấn xi măng. Cho đến thời điểm này, quận đã hoàn thành cải tạo được 62 ngõ, sử dụng 560 tấn xi măng, 53 ngõ còn lại đang được tích cực lên kế hoạch triển khai. Dù đã được thành phố hỗ trợ xi măng, nhưng số tiền mỗi hộ gia đình phải đóng góp cho cải tạo ngõ cũng không hề nhỏ. Tuy nhiên, chưa bao giờ việc huy động sự đóng góp của nhân dân lại được hoàn thành nhanh như đối với chủ trương này. Có thể thấy chủ trương đúng, trúng cùng sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng và tham gia tích cực của người dân. Cùng với đóng góp kinh phí, nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ cổng nhà, hiến đất góp sức mở rộng đường ngõ. Trước kia cái ngõ này đều thấp hơn mặt đường là khoảng độ 15 đến 20 phân. Được vừa rồi chúng tôi được thành phố cho xi măng và chúng tôi vận động với sức của dân và đã đóng góp tiền để làm các cái ngõ ở đây. Hiện nay chúng tôi đã làm được là rất nhiều ngõ, nhưng mà mới đây thì chúng tôi vừa làm được ngõ 129 và ngõ 139 là hai ngõ. Thế và tới thì chúng tôi cũng mong rằng thành phố sẽ ủng hộ chúng tôi thêm xi măng để chúng tôi làm thêm ngõ 158 và chúng tôi có thể làm vỉa hè và lát gạch bích trên vỉa hè ở ngõ 161 để cho nó sạch đẹp hơn.
đường ngõ khang trang sạch đẹp, giúp người dân đi lại thuận tiện, khắc phục tình trạng lụt lội nhiều năm nay khi mùa mưa bão về. Việc đầu tư và huy động được sức dân trong xây dựng, cải tạo ngõ ngách, lắp điện chiếu sáng không chỉ làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị mà còn là tiền đề để các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn quận xây dựng các mô hình ngõ phố văn minh bằng việc trang bị thêm dụng cụ tập thể dục thể thao cho người dân và khu vui chơi cho trẻ em, vẽ tranh tường cổ động làm đẹp cảnh quan và tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Giao thông là một trong 19 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là tiêu chí khó thực hiện nhất. Để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới, thành phố Hải Phòng đã triển khai cơ chế hỗ trợ xi măng cho các địa phương để cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, triển khai sớm so với những năm trước. Thời điểm này, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang phối hợp chặt chẽ với các ngành địa phương, phân khai chi tiết và tổ chức tiếp nhận xi măng thực hiện chương trình. Theo kế hoạch, đợt 1 năm 2018, thành phố hỗ trợ 60.540 tấn xi măng cho các địa phương để triển khai thi công 373 km đường giao thông nông thôn và đường nội bộ Nghĩa Trang. Trong đó, hơn 23.800 tấn làm đường thôn xóm và khu dân cư, hơn 32.100 tấn làm đường nội đồng và hơn 4.600 tấn làm đường nội bộ Nghĩa Trang. Chương trình hỗ trợ xi măng cho các địa phương thi công đường giao thông nông thôn năm nay được triển khai sớm hơn so với những năm trước. Trong tháng 5, ngay sau khi có quyết định của thành phố, nhiều địa phương đã tiếp nhận nguồn xi măng hỗ trợ để triển khai thi công đường. Sự chủ động của địa phương sẽ tác động tốt, thúc đẩy chương trình phát triển giao thông nông thôn trong năm 2018. Có thể nói rằng năm nay là một cái quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố là phân khai rất là sớm. Thế thì ngay sau khi có quyết định ấy, thì ngành nông nghiệp đã phân công tất cả các cán bộ phối hợp với phòng nông nghiệp, phòng kinh tế, rồi các xã để đi rà soát chi tiết từng tuyến đường một để đảm bảo cái tính khả thi, cái sự huy động của nhân dân, cái mặt bằng để có thể đảm bảo là nhận xi măng ngay để có thể thi công được. Đến hết ngày 6 tháng 6, đã có 4 huyện xây dựng xong kế hoạch thi công đường giao thông nông thôn. Các huyện đã tiếp nhận 450 tấn xi măng. Các địa phương đăng ký đến đâu, xi măng được chuyển về chân công trình ngay đến đó. Tranh thủ nguồn nhân lực và thời tiết thuận lợi để thi công đường, đáp ứng yêu cầu gấp gáp về thời vụ, với mục tiêu đường sẽ được đưa vào sử dụng ngay phục vụ cơ giới hóa trong vụ lúa xuân và làm đất phục vụ vụ mùa. Thời điểm này nếu bất cứ một địa phương nào có nhu cầu thì công ty đảm bảo sẽ cung cấp kịp thời ngay cho các địa phương. Và công ty cũng đã có cái chuẩn bị kế hoạch cho những cái tháng cao điểm vào cuối năm để đảm bảo cho bà con nhận được xi măng để thi công kịp thời theo yêu cầu của bà con. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp với các ngành địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát hiện trạng các tuyến đường, tuyên truyền hướng dẫn để chương trình hỗ trợ xi măng thi công đường nông thôn được đẩy nhanh về tiến độ, nâng cao về chất lượng trong năm 2018. Hiện nay đang trong thời kỳ thu hoạch lúa xuân, nông dân huyện Kiến Thụy phấn khởi vì vụ lúa xuân năm nay được mùa, năng suất bình quân ước đạt 70,3 tạ một hecta, cao hơn gần 1 tạ một hecta so với kế hoạch. Một số giống cho năng suất cao như lúa lai Thái Xuyên 111, Việt Trang 404, lúa thuần Bắc Thịnh, Thiên Ưu 8, năng suất dự kiến đạt 80 tạ một hecta. Vụ xuân năm 2018, huyện Kiến Thụy gieo cấy hơn 4.300 hecta, cơ cấu các trà và giống lúa được bảo đảm. Trong đó trà xuân muộn chiếm 85% diện tích, các giống lúa có năng suất chất lượng cao, lúa lai lúa ngắn ngày chiếm 75% diện tích. Vụ xuân năm nay, huyện Kiến Thụy tiếp tục tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt cơ cấu lịch thời vụ, cơ cấu trà và giống lúa cũng như áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác, hạn chế sâu bệnh phát sinh gây ra, tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng phát triển tốt, đạt năng suất sản lượng cao. Nhờ triển khai lịch thời vụ hợp lý, lúa chỗ tập trung cuối tháng 4, đầu tháng 5, tránh được đợt sâu độc thân gây hại cuối vụ, tiết kiệm được chi phí sản xuất, tránh tác động xấu đến năng suất mùa vụ. Hiện nay bà con nông dân huyện Kiến Thụy đang tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa xuân, tránh ảnh hưởng do mưa bão gây ra. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp vừa cấp cứu thành công một ca bệnh nhồi máu não do đột quỵ bằng kỹ thuật can thiệp mạch não lấy huyết khối. Đây là một kỹ thuật khó và hiện đại nhất hiện nay trong can thiệp mạch máu. Kỹ thuật này lần đầu tiên triển khai thành công tại Hải Phòng. Bệnh nhân Phạm Văn Vụ, 57 tuổi, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp lúc 9 giờ ngày 1 tháng 6 trong tình trạng thất ngôn, ý thức hôn mê, yếu 1/2 người bên phải. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não giờ thứ tư do tác động mạch cảnh trong bên trái, tiên lượng rất nặng, chỉ định can thiệp lấy huyết khối cấp cứu. Sau 30 phút thực hiện kỹ thuật can thiệp mạch não lấy huyết khối, bệnh nhân Phạm Văn Vụ đã phục hồi.
Trong 6 tháng vừa qua, chúng tôi mới có các bác sĩ của chúng tôi đã đi học và bây giờ thực sự đã làm chủ được kỹ thuật này. Trong tuần vừa qua, một tuần chúng tôi đã làm 4 trường hợp đầu tiên và cũng rất là an toàn, thành công. Hút huyết khối can thiệp cho tắc mạch máu nhánh lớn là kỹ thuật khó nhất hiện nay trong can thiệp mạch máu. Kỹ thuật được thực hiện bằng cách đưa các dụng cụ can thiệp từ động mạch đùi lên động mạch não, nơi có huyết khối làm tắc và hút huyết khối ra khỏi động mạch. Tuy nhiên, thời gian lý tưởng nhất để triển khai được các kỹ thuật này còn được gọi là giờ vàng của người bệnh là từ 4 đến 5 tiếng tính từ khi phát hiện có các dấu hiệu đột quỵ đầu tiên. Mỗi 1 phút trôi qua là có 2 triệu tế bào não bị chết. Do vậy, bệnh nhân được can thiệp càng sớm thì khả năng phục hồi càng tốt, gần như phục hồi hoàn toàn. Đột quỵ thì gồm hai thể, thể nhồi máu não và thể chảy máu não. Thế thì đột quỵ nhồi não thì chiếm 80%, còn chảy máu não thì chiếm 20%. Dấu hiệu mà bị đột quỵ, ví dụ như bệnh nhân méo miệng hay mất cân đối về mặt. Cái thứ hai nữa có thể là bệnh nhân bị tê 1/2 người hoặc là yếu 1/2 người. Cái thứ ba có thể là đột ngột mà bị suy giảm nhớ. Rất nhiều triệu chứng mà nó khác thường đột ngột xảy ra thì người nhà phải đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Trung bình, mỗi tháng khoa thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tiếp nhận khoảng 130 ca bệnh nhồi máu não. Trước đây, những ca tắc mạch máu não nhánh lớn đều phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Thực hiện thành công kỹ thuật mới trong can thiệp mạch máu não lấy huyết khối sẽ giúp cấp cứu kịp thời cho người bệnh đột quỵ tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Ngay trong tuần đầu tiên triển khai kỹ thuật mới này, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã thực hiện thành công liên tiếp 4 ca can thiệp mạch não lấy huyết khối. Tuy nhiên, thời gian phục hồi của mỗi bệnh nhân khác nhau, phụ thuộc vào thời gian vàng của người bệnh khi được đưa vào can thiệp. Hưởng ứng cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau, sáng nay Đảng ủy, Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu Cảng tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà mái ấm biên cương cho hộ gia đình ông Vũ Hồng Với là hộ nghèo trú tại thôn Đông Trên, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Căn nhà có diện tích 40m², tổng kinh phí 130 triệu đồng. Trong đó, Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu Cảng hỗ trợ nguyên vật liệu xây dựng và ngày công trị giá 100 triệu đồng. Những tin tức đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình: thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hải Phòng tăng đột biến trong 5 tháng đầu năm nay. Tình trạng xe tự chế có dấu hiệu hoạt động trở lại, nhất là ở khu vực ngoại thành, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Với những nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và xúc tiến đầu tư, 5 tháng đầu năm 2018, tổng số vốn đầu tư nước ngoài thu hút được của Hải Phòng là 1 tỷ 051 triệu đô la Mỹ, tăng 235,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu hút vốn đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp đạt 1 tỷ 031,7 triệu đô la Mỹ với 29 dự án được cấp mới và 20 dự án điều chỉnh tăng vốn. Các doanh nghiệp nước ngoài thực hiện 14 lượt đăng ký đầu tư góp vốn mua cổ phần với tổng vốn đạt 19,25 triệu đô la Mỹ. Thời gian tới, nhằm đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2018 của thành phố, tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Ủy ban nhân dân thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung cao thu hút các doanh nghiệp về đầu tư tại thành phố, đẩy mạnh thu hút FDI từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Thành phố cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án theo biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư Hải Phòng năm 2016. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hơn nữa nhằm tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp và người dân, không để bị động, chậm trễ, mất cơ hội thu hút doanh nghiệp đầu tư. Trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may đạt hơn 179 triệu đô la Mỹ, tăng so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục là mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang thị trường nhiều nước trên thế giới. Các đơn hàng tập trung vào các thị trường chính là Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu những tháng tiếp theo và cả năm. Đây là tín hiệu lạc quan để ngành này đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu trong năm nay. Tuy nhiên, ngành hàng may mặc chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của thành phố, nhưng còn ít xuất khẩu trực tiếp mà chủ yếu vẫn là gia công theo đơn hàng cho nước ngoài. Kim ngạch xuất khẩu chiếm phần chủ yếu vẫn là của các doanh nghiệp FDI. Trước những thách thức của hội nhập sâu rộng, nhất là tác động của cuộc cách mạng 4.0, đó là việc áp dụng kết nối các công nghệ máy móc vào hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình bên trong. Với ngành sử dụng nhiều lao động đơn giản như dệt may, thì việc áp dụng công nghiệp 4.0 sẽ rất quan trọng với nhiều cơ hội mới nếu sớm được triển khai sâu rộng. Do đó, cần có giải pháp thúc đẩy năng lực tự khai thác, tìm mọi biện pháp tái cấu trúc trong tổ chức quản lý sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ mới để tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng đang làm thủ tục thu hồi toàn bộ khối lượng công việc còn lại của gói XL06 do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh đảm nhận thi công để chuyển cho nhà thầu khác có năng lực hơn nhằm bảo đảm tiến độ dự án. Cụ thể, từ khi hợp long cầu vào ngày 28 tháng 4 vừa qua, tiến độ thi công cầu Bạch Đằng có dấu hiệu bị chậm lại. Một số nguyên nhân được các nhà thầu đưa ra là máy móc trục trặc, chưa đủ vật liệu, gói thầu này chờ gói thầu khác. Trong khi đó, thời hạn cam kết hoàn thành công trình chỉ còn hơn 20 ngày. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các gói thầu huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, máy móc để nhanh tiến độ thi công, bảo đảm mốc thời gian đã được thống nhất. Nếu nhà thầu nào không bảo đảm tiến độ sẽ bị thay thế bằng nhà thầu khác có năng lực để dự án hoàn thành đúng tiến độ trước ngày 30 tháng 6. Trong bối cảnh giá tôm đang xuống thấp, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam vừa kiến nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các giải pháp kiểm soát chặt nguồn tôm tạm nhập tái xuất sang Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc đang chuyển mua tôm Việt Nam sang mua nhiều hơn tôm Ấn Độ và Ecuador vì cỡ tôm lớn và giá rất rẻ. Do đó, chính phủ cần có biện pháp tăng kiểm soát hoạt động tạm nhập tái xuất nguồn tôm Ấn Độ và Ecuador qua cảng Hải Phòng để xuất sang Trung Quốc nhằm hạn chế tối đa tình trạng gian lận thương mại, kéo các khách hàng Trung Quốc quay trở lại mua tôm Việt Nam. Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, các loại xe tự chế lưu thông trên đường đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng xe tự chế có dấu hiệu hoạt động trở lại, nhất là ở khu vực ngoại thành, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, trên tuyến đường Máng thuộc địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương, không khó để bắt gặp những chiếc xe tự chế, không bảo đảm kỹ thuật, chở hàng công kênh, di chuyển với tốc độ cao, gây mất an toàn cho các phương tiện cùng tham gia giao thông. Đây thực sự là nỗi ám ảnh khiến nhiều người nơm nớp lo sợ vì có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Thông qua công tác xử lý vi phạm thì chúng tôi đã kết quả đã thu giữ được hàng chục trường hợp vi phạm cố tình không chấp hành. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền sâu rộng tới các hộ nhân dân, tuyên truyền tới các cái xưởng, các nhà máy, các cơ sở sản xuất kiên quyết là không sử dụng xe tự chế. Thực tế, mỗi khi ra đường, người tham gia giao thông vừa phải chịu áp lực với sự gia tăng của các loại phương tiện, cùng với đó là tâm lý lo lắng khi đi bên cạnh những chiếc xe tự chế như thế này. Và khi nào những chiếc xe tự chế chưa được xử lý triệt để, thì vẫn còn đó nỗi lo mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Thông báo về việc tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 6 năm 2018, cụ thể như sau. Thời gian 8 giờ ngày 11 tháng 6, địa điểm Trung tâm Hội nghị thành phố số 18 đường Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Chủ trì hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các doanh nghiệp đăng ký tham dự đối thoại, gửi trước câu hỏi nếu có theo địa chỉ Phòng Doanh nghiệp Kinh tế Tập thể Tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 1 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, hoặc gửi vào email kiến nghị doanh nghiệp a.haiphong.gov.vn trước 14 giờ ngày 7 tháng 6 để tổng hợp liên hệ đồng chí Trần Thị Thu Hằng, số điện thoại 02253823352. Đề nghị doanh nghiệp đăng ký tham dự hoặc gửi kiến nghị nêu rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ. Thông báo này thay cho giấy mời, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng trân trọng thông báo tới các đơn vị doanh nghiệp biết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.